Bạn tên là gì? Em là Bùi Văn Phúc. Năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang làm công việc là quản lý dự án kinh doanh của công ty BNG. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vân, năm nay 26 tuổi, làm chuyên viên kiểm định ở công ty Boreal Veritas. Là công ty nó làm về gì em? Dạ, công ty đó là chuyên về kiểm định đó chị, chất lượng của hàng hóa. À, dạ. Rồi, chưa có bạn trai hả? Dạ, chưa, 26 năm rồi, từ đó tới giờ. 26 năm chưa có bạn trai? Dạ. Nghi lắm. Có dạ. Được nắm tay trai lần nào chưa? Dạ, muốn nắm lắm mà không có ai để nắm hết. Chưa luôn. Rồi vậy là tương nhiên là hôn là không có rồi cái gì? Dạ đúng, đó xa xỉ rồi chị. Giờ muốn không? Dạ, nếu được thì em làm liền luôn. Bữa nay chị cho em thử cảm giác đó nha. Cảm ơn chị nha. Dạ. Tiêu chuẩn bằng sao mà tới giờ vẫn ế vậy? Tiêu chuẩn của em thì cũng đơn giản lắm. Con trai phải ga lăng nè, phóng khoáng, hơi nghệ sĩ xíu. Nói chung mà nhìn vô thấy có cái chất đàn ông á. Ví dụ bây giờ một hồi mà kéo màn lên, bạn trai bên kia nhào quá ôm hôn bạn liền, bạn phản ứng sao? Nghệ sĩ sống bằng cảm xúc, thấy dễ thương quá đâu kềm được cảm xúc. Ảnh vừa bước tới mà em cũng thấy có mùi là em hư. Có mùi gì? Có mùi ôm là em hư. Tưởng đâu nó có mùi hôi. Nói chung cái gì phải từng bước cũng mới lanh lại thôi mà tại sao đến giờ vẫn ế vậy? Dạ thì do nhớ là cũng hơi khó tính, thứ hai đó là tính chất công việc không thích quen đồng nghiệp và các trong công ty, tại vì thứ nhất nó có lý do, nó là tình cảm vô ảnh hưởng đến công việc. Rồi, những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình? Thì em chỉ sống có một mình mẹ em với em, cho nên là tính cách của em là hơi mạnh mẽ và có thể tự làm được những cái việc mà đàn ông có thể làm. Ví dụ như em khiêng bình nước 20 lít. Bụp, xong. Khiêng bình nước 20 lít? Dạ. Hèn chi đô quá, bắp chuối không à. Bên kia có sợ không? Hơi sợ đó. Rồi, gì nữa? Em thì em vui vẻ, hòa đồng, với lại thích làm người khác cười, nhưng mà cũng hay dễ làm người khác giận. Cái đó là khuyết điểm hay ưu điểm vậy? Dạ, vừa là khuyết điểm cũng vừa là ưu điểm à. Và em yêu động vật, ví dụ như có con mèo, con chó nào mà đi lạc là em nuôi hết. Rồi, khuyết điểm của mình? Do em mạnh mẽ quá cho nên thành ra là có những tính cách của con trai, ví dụ như là hơi nóng tính nè, rồi lại cũng thỉnh thoảng hậu đậu hay quên. Bạn nghe những ưu khuyết điểm bên đó rồi, bây giờ mình phải nói ưu khuyết điểm của mình để cho bên kia cảm nhận được. Ưu điểm của em là cũng hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, sử dụng em đá banh, hay yêu thể thao, tính tình rất là thẳng thắn, nói nhiều. Nhược điểm của em thì nấu ăn dở và cũng hơi nóng tính xíu. Hai đứa nào cũng nóng tính hết trơn vậy? Dạ không, nếu mà ảnh nấu thì em sẽ kìm ảnh lại. Em có thích đàn ông nói nhiều không? Ảnh mà nói nhiều thì em sẽ bớt nói lại để cho ảnh nói thôi. Em lắng nghe. Ồ, nhưng mà dạ. Em muốn em nói nhiều thì sao? Nếu mà em nói nhiều thì anh phải nhường em. Không, anh muốn cả hai đều nói nhiều hết. Dạ, ai nghe, không lẽ tôi với anh Quyền Linh nghe. Thà như vậy còn hơn là đỡ hơn là hai người không có nói gì hết. Không, anh thích khuấy động lắm ạ. Thử khuấy động thử coi. Dạ, hai, ba, bắt đầu. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào ngồi xuống xòa bên rèm, lầu kín trăng vàng không hối tiếc, khát khao mong niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Ủa, cái lời bài hát này ở đâu vậy? Bây giờ em cũng không hát mày mấy, cũng ngày hát thôi. Chỉ biết chương trình thời gian có hạn nên hát câu mở đầu với câu kết thúc thôi hả? Em phải yếu nhưng mà mình không có để yếu thế. Dạ đúng. Đáp lại liền em. Dạ, bên ảnh hát thì em nhảy. Chơi luôn. Chỉ cần có nhạc là em có thể nhảy được à. Cho một miếng music. But first, let me take a selfie. Go. Nhạc gì mà được. Để cũng được, cũng chút sôi động được rồi. Một cô gái năng động nha. Đúng rồi, phải mạnh dạn vậy chứ. Xã hội hiện đại rồi, phải mạnh dạn lên vậy ha. Đừng rụt rè. Ông đây hơi rụt rè chút xíu. Không biết giấu hay sao. Để anh coi giấu lại. Giấu gì? Lên. Tức là rụt rè thế không? Ta kêu nhảy là nhảy liền. Hơi hiện đại gì đâu nhát. Hôm nay mình đến với chương trình á, mình ấp ủ mơ ước mình như thế nào? Dạ, nói chung là đàn ông, đặc biệt á là không tỉ mỉ, không quá đàn bà, đừng có lúc nào cũng bóng bẩy chạy trước, và đặc biệt là không được ăn thịt chó. Không đàn bà quá. Có nghĩa là đàn bà chút xíu cũng được. Ủa, không đàn bà không là sao chứ? Em? Là ví dụ như mình quay lại chuyện bình nước, ví dụ như thấy em với lại cái bình nước trống không thì anh phải biết bê bình nước chứ không được để cho em bưng. Ủa, nãy em nói là em bê bình nước được mà. Chào chị Cát Tường. Có ăn thịt chó không? Thích nuôi chó. Rồi hỏi tiếp nè. Bạn gái bên đây là một người rất là năng động. Em rất là man. Em có ngại không?
cá tính là em cũng rất là thích. Bạn không thích cái điểm nào ở người bạn gái? Khóc nhiều. Sao vậy? Tính của em là hay chọc. Mà chọc một lần chọc, chọc tới luôn. Chọc mà không cho người ta khóc. Mà nói lên khóc là em hơi bực bội. Bực bội? Tại vì em hơi bị nóng tính. Vậy đừng có chọc người ta. Không biết sao nữa nhưng mà lại thích chọc. Sợ nhất con gái khóc. Mà con gái khóc là không biết làm gì hết trơn á. Ngồi im lặng vậy thôi. Im lặng mà trong bụng bực à? Có dỗ nhưng mà không nín. Lúc đó mình mới bực. Thí dụ giờ khóc rồi dỗ. Dỗ đi, dỗ, dỗ sao à? Thôi đừng khóc nữa chị ơi. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa chị ơi. Đơn giản quá. Phải nghĩ cách nào dỗ sao chứ. Thì đến mày hỏi, là lý do tại sao. Tại anh chọc em, em bực. Anh chọc em như vậy thôi chứ. Thật sự là chọc cho vui thôi chứ còn. Mà em không thấy vui. Thật sự nhiều lúc cảm thấy hơi quá. Xin lỗi em đi. Mà xin lỗi thì cũng nói được thôi. Okay. Giờ xin lỗi không? Thì thôi em xin lỗi chị Đét Tường. Có cái lúm đồng tiền giống tôi tha đó. Nói chung cũng dễ thương. Cũng được. Theo tôi thì bạn nên tâm lý chút xíu nữa. Tức là người ta phải cứ biết cách xử lý khi mà người phụ nữ giận. Hay là thay một lời xin lỗi bằng một bó hoa nào đó. Mình phải nghĩ cách. Nhưng mà đôi khi thì nhiều chuyện huống bất ngờ đâu có chuẩn bị kịp đâu anh. Chị thấy cách mà đơn giản nhất á, chị nói thiệt luôn, chị phụ nữ nè. Giờ hai người mà đang gây lộn giận khóc gì không biết. Nhưng mà cứ ôm chị chặt vô là chị hết giận à. Nhưng mà chị Cát Tường, bên đó không thích ôm. Xạo, không có phụ nữ nào mà không thích bạn trai mình ôm hết á. Lúc đầu nói vậy là nghe thấy mùi ôm là em đá văng ngay mà. Nên là... nhưng mà em thích dựa, anh có thể làm bờ vai cho em dựa được không? Thì bờ vai anh luôn sẵn lòng cho em dựa vào. Trời ơi, ghê quá à. Nên bạn hôm nay đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có bạn em. Đâu bạn em đâu? Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Vân bình thường là người như thế nào? Có ai để ý nhiều không? Dạ Vân thì tập trung vô công việc là nhiều ạ. Chủ nhật mà công ty cho đi làm là bạn ấy cũng đi làm luôn. Chị đi chơi với con gái tụi em thôi, chứ còn con trai thì không có, cho nên đến bây giờ vẫn ế ạ. Ở dưới khách quan nhìn lên thấy hợp nhau được nhiều phần trăm? Dạ em thấy là cũng gần như 80-90% ạ. 80-90%? Vậy là cũng được ha. Rồi chúng ta rồi, vậy bây giờ hai người sẽ tâm sự với nhau 2 phút nha. Cảm ơn bạn. Chúng ta có 2 phút. Bắt đầu. Em chào anh ạ. Chào em ạ. Anh có món quà nhỏ tặng em ạ. Em cảm ơn anh. Rồi. Anh hay đi đá banh hả? Thứ 7 chủ nhật là anh cũng thường đi đá banh. Em cũng thích, rất là thích thể thao. Em á thì em thích đội Manchester City. Kinh địch của anh rồi. Vậy là anh thích Manchester United. Anh thích hầu như trận nào anh Manchester đá hầu như anh cũng đi theo cái coi. Dạ dạ. Vậy là kinh địch này không biết có... Không sao, nếu mà mình ở hai chiến tuyến thì lúc đó mình sẽ phân tích được đối phương nhiều hơn. Cho anh hỏi cái quan điểm của em là như thế nào về tình yêu? Em cảm thấy là người nào yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua cuộc. Anh chưa hiểu lý do tại sao yêu nhiều là người thua cuộc. Rồi em yêu anh nhiều hơn thì em sẽ kiểm soát anh nhiều hơn, thì dĩ nhiên là anh không có thích rồi đúng không? Vô tình em đã tạo lên áp lực cho anh rồi. Dạ em có thích kiểm soát? Dạ không, em thích tôn trọng đối phương. Mỗi người nên có một khoảng không gian cho mình. Ok. Thời gian rảnh thường em thường làm gì? Em thích xem phim hành động nè, hoạt hình nè. Thì em phim ma em thích coi không? Em không dám coi một mình. Sao ạ? Em coi một mình em dễ bị ám ảnh lắm. Sợ giật mình á. Không, ví dụ như đi trong hành lang tối mà chị Cát Tường mà hù em là em phải giật mình rồi. Ồ vậy là vợ là anh đi, anh hẹn em, anh chạy em đi qua một con đường tối hay sao? Chi vậy? Không sao. Tại vì đường đó là đường đó không có đèn. Quan trọng là anh có là người đủ để cho em tin cậy để em cùng anh bước qua con đường tối đó không? Rồi em có gì hỏi về anh không? Dạ không, tại vì em nói chung là em cảm thấy anh đúng như bạn nói là có vẻ như là 80-90% hợp với em. Còn em không biết là anh cảm nhận về em như thế nào. Chắc không? Mới ban đầu thôi, còn về sau thì có thể là giảm hoặc là tăng lên nữa. Nếu sau bữa nay anh hẹn em thì em nghĩ sao? Dạ được. Nếu ba mẹ anh bắt em làm về làm dâu, sống cùng ba mẹ thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng vòng vòng trong thành phố thì đó là bình thường không sao hết. Nếu muốn về quê sao? Nếu muốn về quê, quê anh ở đâu? Quê anh gốc, quê gốc của anh ở Hải Dương. Ở Hải Dương. Nhưng mà sinh ra ngoài đó nhưng mà từ nhỏ sống trong Sài Gòn. Dạ, giờ thỉnh thoảng là sẽ cũng sẽ ra ngoài đó. Không, giờ về ở luôn á. Ở luôn thì chắc là hơi khó đối với em, tại vì em chỉ sống một mình với mẹ em thôi. Cái đó hỏi thách đố thôi, ta đã ở đây lâu rồi mà hỏi thích chơi khó mình vậy đó. Em quen trong bao lâu thì em xác định đủ để đi tới hôn nhân? Nếu mà đã đến lúc rồi thì sẽ đồng ý, không quan trọng tới thời gian.
Rất hay, rất là quyết liệt và táo bạo, nhưng chưa chắc bấm nút. Thử xem nào, cô ấy có bấm nút hay không. Sau 3 tiếng đếm sẽ biết kết quả. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Tại sao bạn nam lại bấm? Tại vì em thích cái tính cách và cách nói chuyện của cô gái. Còn bạn nữ? Em cảm thấy đây chính là một cơ hội của mình. Cơ hội đến thì mình phải biết nắm lấy. Nắm tay nhau, cơ hội đến là phải biết nắm lấy. Nè, nhớ cái hồi nãy giới thiệu sao chưa bao giờ được nắm tay. Dạ. Cảm nhận cái nắm tay đầu tiên như thế nào? Dạ, ấm áp. Một cái hôn đầu tiên. Một cái hôn đầu tiên. Dạ thôi, từ từ, để phía sau hậu trường. Em tên là Nguyễn Văn Hải, năm nay 28 tuổi, hiện là em đang công tác tại ngân hàng OCB Phương Đông ạ. Ngân hàng Phương Đông? Dạ. Bạn làm chuyên về gì? Em làm chuyên về tín dụng doanh nghiệp ạ. Tín dụng doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp vay vốn? Đúng rồi ạ. À. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Dạ, cảm ơn bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là chào gì? Quyền Linh. Em tên là Diệu ạ. À. Diệu. 23 tuổi. Diệu hiện giờ đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh ạ. À. Nhưng mà lý do tại sao em đến với chương trình? Em muốn tìm một người bạn trai. Thế từ trước tới giờ là mình không có bạn trai? Dạ có. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi ạ. Tại sao 2 năm mình không tìm được? Lý do tại sao mình ê sắc ế? Có thể là em hay xét nét, rồi với lại em hay để ý để moi móc cái tật xấu của người ta. Trời đất ơi chi vậy? Sao bạn? Bạn thấy sao? Nói chung là cũng hơi gây gai go go rồi. Hơi gây go chút. Tính bạn như thế nào? Tính em thì thẳng thắn, người cởi mở với bạn bè, hòa đồng trong công việc. Có hay moi móc cái xấu của bạn bè không? Dạ không, cái xấu nó thì tự họ biết, họ suy nghĩ, họ điều chỉnh lại do chính mình, chính bạn đó thôi, chứ mình không có soi mói gì hết. Bạn có đặt ra cái mẫu người, cái chuẩn của bạn như thế nào không? Ngoại hình thì em thích người cao ráo, đô con một tí, bụng bự. Hả? Cái gì em? Bụng bự. Tại sao vậy? Sao thích người bụng bự? Nhìn nó cảm giác nó ấm áp rồi. Trời đất ơi, cái vụ này lạ nữa à. Bên đó bụng bự không anh Linh? Hả? Ồ, bữa nay sao mình gặp hơi toàn là rồi. Mà nghe này lạ cho, bụng bự hơi ấm áp chút xíu. Nhưng mà bên đó có bụng có bự không? Bự. Thiệt không? Bên đây đô, bụng bự. Nãy giờ là bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn về rồi. Bạn thấy như thế nào? Chắc cũng đáp ứng được 70-80% anh ạ. 70-80% ha. Wow. Bạn cao ráo hả bạn? Dạ em cao 1m76 ạ. À, quá tốt. Mình ha. Mình có nhận thấy khuyết điểm của mình là gì chưa? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và cũng... nói chung là cũng hơi ít nói xíu. Không sao, đàn ông mà ít nói là tốt. Bạn làm ngân hàng thì ở trong ngân hàng nhiều cô gái xinh lắm. Dạ vâng, hiện tại thì bên chỗ em thì cũng có rất là nhiều chị em rất là xinh. Nhưng mà do đáng tiếc là các chị em cũng có gia đình hết thôi. Thì mình không đụng chạm được cái gì nữa. Không được, không đụng chạm thì được hết hả? À, hàng của mình có người sở hữu hết rồi anh. Thế bạn có cái tài năng, cái năng khiếu gì không? Dạ sở trường, em cũng không có sở trường gì nhiều chị ơi. Thế rồi mình gặp cái người đối tượng mình, nếu mình thích rồi nhiều lát mở màn lên, mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao, mình bật xi nhan đèn đỏ cho người ta biết làm sao? Chắc là đá nông nheo gái chị ạ. Đá nông nheo hả? Đâu đá sao đá coi thử coi. Đâu? Dạ chị. Đâu đá đi. Thôi. Đá một cái vậy thôi hả? Vâng. Đá nhiều cái. Đá sao hồi rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy nè, đó. Chắc cũng hy vọng như vậy chị. À nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đá lông nheo thôi ha. Dạ. Những vấn đề ở đây là cô này cũng hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét hay bắt lỗi người khác nữa. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc cũng bắt lỗi em rất ít lắm. Hả? Cũng ít khi được bắt lỗi được em lắm á. Sao vậy? Cái nơi em loàn bắt lỗi. À
À, thế là mình lòn lách giỏi thôi chứ không phải là mình không có lỗi đúng không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi hết vậy ạ. À, có nghĩa là trước mặt là mình cứ là hoàn thiện, sau lưng là mình có quyền có lỗi. Lỗi không, không ý em nói không phải là có lỗi, nhưng mà đôi khi anh em đi chơi bời thì cũng đừng có thổ lộ gì nhiều chứ bạn. Chơi bời đâu? Chơi bời gì? Đi nhậu hoặc đi hát karaoke hoặc đi đâu đó uống cà phê đấy, tập sáu mấy anh em ngồi chơi với nhau, tâm sự với nhau, đừng có tâm sự với các chị em phụ nữ là được rồi. Đúng rồi, không cho biết vậy thôi, đi nhậu biết rằng nhằn mệt lắm. Đúng rồi. Có chung thủy không? Dạ có, em xác định giờ này. Mấy vợ mấy bồ? Một bồ thì không có biết, nhưng mà một vợ thôi. À, mấy con? Dạ không, chắc cũng đến hai con. Hai con ha, một vợ hai con không có lăng nhăng nha. Dạ. Anh cũng dễ thương lắm em, nhưng mà em bớt xuống đi nha. Hello. Chào anh. Cái gì anh thấy cũng được, chứ trầm tính thẳng thắn thật tình, nhưng mà cái ý mà gọi là hay soi mói tật xấu người khác á, anh thấy cái này nó hơi kỳ kỳ á. Mình bỏ bớt đi. Hả? Bởi vì ai cũng có cái xấu chứ, bạn nói thẳng quá đó, nhiều khi mình cũng góp ý như mê mé thôi, được không? Dạ. Vậy thì đỡ hơn. Mình phải thay đổi một tí, mình phải nhẹ nhàng. Cái đó là được rồi, tôi nghĩ như đó là được rồi. Hôm đó những góp ý của anh Linh là rất chân thành đó, mình nhẹ nhàng, dễ chịu chút xíu thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn lên. Khó chịu như chị là ở một mình, nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Lúc nãy anh có nói là anh luồn lách giỏi. Không, ý luồn lách là tức là trong công việc xã giao ít khi, đôi khi là anh em đi chơi về thì đừng khai báo gì với vợ con ấy. Đôi khi mình đi chơi về khuya xíu mà vợ cằn nhằn ấy, nói anh còn Linh nói cằn nhằn. Đúng rồi, cái đó là đúng chính xác, anh công nhận điều đó. Sao em có muốn hỏi điều gì anh không? Sao anh không hỏi em? Thì em? Anh không hỏi em mong muốn người như thế nào? Ừ, em mong muốn người như thế nào? Như anh được không hay là đòi hỏi cao hơn? Nhưng mà giờ á, anh làm ngân hàng đó, tiền ai giữ? Thì chắc chắn thì cho vợ giữ không nổi thì chắc là gửi kiệm. Hồi nãy anh nói là anh luồn lách giỏi nên là em không có tin cái khoản này. Không phải là luồn lách giỏi, ý em nói là bạn hay soi mói về cái điểm yếu hoặc là điểm tật xấu của đối phương hoặc là một ai đó, đúng không? Thì cái đó là ý mình không phải là luồn lách giỏi, mà cái vấn đề là mình nói là ít để cho đối phương thấy những điểm yếu của mình. Đấy, ý mình là trong lòng mình nói là như vậy chứ không phải là mình không có cái suy nghĩ sâu xa gì như luồn lách cái này cái kia đâu. Đấy, cuối cùng là bạn cảm nhận người bạn gái ngồi phía trước mặt mình là người thấy như thế nào? Cảm thấy bạn là một người rất chi là truyền thống. Có hợp với mong muốn của bạn không? Dạ có, em thì cũng muốn tìm một người phụ nữ rất là kiềm đạm, hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Cũng chỉ mong muốn vậy thôi, cũng không đòi hỏi gì. Cảm thấy bạn nam là thật tình đấy, ưng cái bụng rồi đấy. Bạn nữ thì sao bạn? Anh không được sâu sắc như là em mong đợi. Anh thấy anh ấy cũng sâu sắc đấy chứ. Anh muốn tiến đến một cái gì xa hơn đấy. Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Rồi, hết giờ. Đó cũng chỉ là những trao đổi ở những cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là chúng ta hãy chậm lại. Anh nghĩ đây cũng là một người đàn ông của gia đình đấy mà. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết giờ. Mời bạn. Mình nghe có 2 thì mình đã nghe bạn trai đã bấm nút rồi. Bạn gái thì vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình lúc nãy. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai mà bạn lại không nhấn nút? Bạn không có đồng cảm với anh ấy ở cái điểm nào? Chắc có lẽ là tại vì em cảm xúc em chưa có. Không có, nên là em đang cố tìm ra cái mà em không hài lòng của anh ấy. Chứ thật sự là anh ấy không có cái gì mà... Chứ là chưa rung động con tim của mình. Dạ đúng rồi. Bạn trai thì sao? Dạ thì cái đó là cái quyết định của bạn ấy thôi. Chứ cũng không ai là do em cũng muốn hướng tới một cái gì đó thực sự hơn, chứ không phải là sống kiểu sống ảo không này kia nữa. Về phía tôi thì tôi cảm nhận bạn như vậy. Mình mà từng nghĩ rằng anh Quyền Linh cũng cảm nhận như vậy. Có nghĩa là thấy sự chân thật của bạn và cái sự mong muốn tìm đến một cái hạnh phúc của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Em tên là Vũ Thái Dương, năm nay em 27 tuổi và là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh, teacher English. The English teacher.
Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Chào em tên gì? Dạ, em tên là Thùy Duyên, hôm nay em 26 tuổi ạ. Duyên 26 tuổi, Duyên đang công tác ở đâu? Em làm bên bán hàng chị. Buổi sáng thì em đi học, còn buổi chiều thì em đi làm. Học cái gì nữa? Dạ, em học bên kế toán chị. Rồi cái hết giờ hẹn hò luôn. Dạ đúng rồi, vì ngủ chứ không hẹn hò nữa. Kết thúc một ngày của bạn là lúc mấy giờ? Dạ lúc 10 giờ 1 rưỡi ạ. 11 giờ rưỡi đêm á hả? Dạ. Ngủ hả? Dạ. Nhưng mà mình gái mình đi đêm hôm ngoài đường mình thì không sợ, không ngại gì trơn hả? Dạ có chứ chị, có sợ lúc đầu có sợ, nhưng giờ thì riết cái quen rồi chị. Giờ cũng đang cần người để bảo vệ á. Đúng rồi, phải cần người bảo vệ chứ, một mình thân gái dặm trường. Dạ. Đường xá xa xôi. Yên tâm, có thầy giáo ứng liệt thích sao bên đây rồi. Bảo vệ được không? Em nghĩ là chắc là dư sức ạ. Tại vì em có học võ vài năm cũng vật lộn dữ lắm ạ. Mà nó trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình sâu sắc em nghĩ chắc chỉ có một thôi. Còn thoáng qua thì chắc cũng nhiều đó. Khá khá. Dạ dạ. Mối tình sâu sắc tụi em chia tay là bởi vì mẹ cô ấy đi coi bói. Rồi thầy bói nói là hai tụi em nếu mà quen á thì sau này có thể là đi dắt nhau ngoài đường đi ăn xin. Rồi bói nó ác vậy trời. Nó nên là cô ấy chủ động chia tay với em. Vì là cô nó có thầy bói hơn bạn. Dạ, em cũng nghĩ là vậy ạ. Nhưng nếu mà yêu mà tại sao mình không đấu tranh quyết liệt luôn? Mình bằng mọi cái cách mình gặp ông thầy bói đó. Hay bằng mọi giá mình mời ông thầy bói lại ngồi ba mặt một lời luôn. Dạ, nếu mà em tìm được nhà ông thầy bói thì chắc chắn cái ngày đó là ngày nhà thầy bói xui xẻo rồi. Sao nó dỗ ông hả? Dạ không, em sống theo pháp luật, làm việc theo pháp luật. Ê, nãy giờ nghe anh, nhà mình có mê tín dị đoan không? Dạ có không. Có coi tuổi gì không bạn? Dạ không. Không có tuổi hết trơn, tuổi nào cũng được trơn phải không? Yêu là lấy thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà lớn hơn em chứ đừng nhỏ hơn em. Rồi, mình giới thiệu về mình một chút xíu đi, những ưu điểm của mình. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Hay cười? Dạ. Những cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em thì em hơi hơi nóng tính, với lại có đôi lúc hơi buồn buồn điên điên á. Buồn buồn điên điên là sao? Đang ấy mà ai mà đụng em là em đánh người ta luôn. Trời đất ơi. Dữ vậy. Rồi đó giờ dạ, sao em chân nhanh lắm. Dạ chưa. Rồi đừng đánh bậy nha. Dạ không dám. Rồi đánh bậy giờ buồn buồn đánh lại mệt lắm luôn. Dạ á. Đúng rồi, em đâu có dám đâu. Trời đất ơi. Nhưng mà bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nếu mà mối tình thì em chỉ có một mối tình hồi năm cấp 3 thôi à. Cấp 3 là giờ gần cả chục năm rồi. 7 năm rồi chị. Tới giờ luôn không có mối tình nào hết. Dạ. Và nghĩ đi, nguyên nhân tại sao là? Chắc do gia đình mình hơi khó khăn một tí xíu, với lại công việc của em cũng nhiều. Vừa đi học vừa đi làm thì nó cũng không có thời gian để quen. Bây giờ muốn có chồng chưa? Muốn có người yêu chứ, còn có chồng thì để sang năm hoặc là năm nữa cũng được chị. Đúng rồi, bây giờ dạ. Phải có người yêu rồi mới tìm hiểu mới lấy chồng được chứ. Không dạ, có người rồi. Yêu sao lấy chồng đúng không? Dạ. Mình đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn mình người đàn ông như thế nào không? Chung thì ảnh cũng được chứ không đến nỗi xấu, cao hơn em chút xíu. Điểm nào không thích ở người đàn ông? Em không thích những người mà hơi dê dê. Dê dê giống như ai bạn? Dê dê giống anh Quyền Linh. Gài là nó dính liền luôn hả? Em chào anh Quyền Linh. Nói tụi gì? Dê. Dê dê dê. Anh thấy anh cũng hơi dê dê. Có không? Có. Có không? Mặt dê là sao? Em cũng biết, em nhìn vô em thấy dê à. Này tôi mới biết mặt anh Quyền Linh nhìn vô thấy dê. Mặt vô nhìn thấy dê à? Lạ quá. Dạ. Không, chính là ông dê giờ là không sợ đấy em. Sao vậy anh? Nếu không dê là mệt. Đúng không? Dê thì dùng dê vừa vừa thôi mà dê quá em sợ. Anh là dê vừa vừa hay dê dữ? Thì em nói anh hơi hơi thôi chứ là không là dê dữ đâu. Hơi hơi hả? Cũng lanh lắm. Lanh dễ sợ luôn mà biết sao không có bạn trai à. Mặt tôi dê chắc. Đó. Mặt ông này còn dê hơn nữa nè. Có đâu. Em được mọi người khen là hiền lành, đẹp trai, thông minh nhất nhà. Đúng rồi. Mẹ em khen. Khen sao, khen sao? Dạ chào chị. Đẹp trai nhất nhà hả? Dạ đúng rồi, tại vì nhà em thì anh hai thì hơi xấu hơn em một tí. Còn có với một em gái nữa nên là coi như là em đẹp trai nhất nhà. Coi như đẹp trai nhất nhà. Dạ vâng ạ. Cao mét mấy? Em nghĩ là chắc cũng cỡ cỡ chị mét 62. Được không chị? Không được, chiều cao được. Nó hơi khiêm tốn một tí. Mỗi người bạn gái lý tưởng của bạn là sao? Mỗi người bạn gái lý tưởng của em hả? Không dịch là không hút thuốc, không xăm mình. Xăm, ví dụ có xăm thì cũng xăm mấy cái hình nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Chó này tráng thôi dù vậy. Dạ không có anh. Xăm vậy thì ghê quá.
với lại đừng có giang hồ quá. Dạy tiếng Anh hả? Dạ vâng. Biết hát tiếng Anh không? Dạ em biết hát bài ABC nhưng mà... Thôi hát thử đi ha. Dạ coi như bữa nay dạy lớp 1 đi, anh Linh nó học lớp 1. Hát cho anh nghe một bản nha. Nhiều người chơi tiếng Anh. 2, 3 A, B, C, D, E, F, G. Học S. Trò học. Dạ, dạ thôi rồi, vậy được rồi. Mà anh vậy được làm rồi. Làm câu đi. Em giữ sức để lát nữa em hát cho với lại các bạn bên kia. À vậy hả? Dạ. Thì nói đại vậy đi. Khổ ghê vậy đó. Làm khó quá. Dạ dạ. Mình đâu làm khó bên kia đâu, qua làm khó lại. Đi mình ơi. You. Sit up đi. À dạ thank you. Em quên. Thế tôi nói tiếng Anh giỏi không? Dạ. Phát âm thì cũng chuẩn đấy ạ. Cũng được đấy. Dạ. I have myself follow with you. Ok. So you will. Sao còn tốt. Hiểu không? Dạ không. Mình nói tiếng Anh quá à. Tôi nói tôi chưa hiểu mà nó tên bài hát không à. Thôi, hôm nay bạn Nam có đi với ai không? Dạ, em đi với em trai của em ạ. Rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với em trai bạn. Em trai của anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Ừ. Em là em họ của anh Dương ạ. Em thấy chị gái bên kia thế nào? Ngoại hình thì ổn ạ. Còn tính tình thì nếu mà tiến tới hẹn hò thì sẽ tìm hiểu với nhau sau ạ. Thấy nhà anh có hay dẫn cô nào về không? Cái đấy thì em không biết ạ. Cái đấy thì cuộc sống riêng tư thì của mỗi người thì... Ai muốn dẫn sao dẫn hả? Anh hỏi có quá. Em trai dạ, em có con quá. Hơn em ạ. Rung quá. Rồi bạn nào nữ có đi chung với người thân không? Không, dạ, đi mình lên vậy đó. À đi mình lên luôn hả? Rồi chúng ta kéo màn lên. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. À, chào em. À, quên. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn. À, em có thể nói lại cái tên của em khi nãy anh nghe chưa rõ. Dạ, em tên Thùy Duyên. À, Thùy Duyên. Dạ. À, em gái anh tên Thùy Dung. Chắc cũng có duyên. Dạ, chắc có duyên rồi đó. Anh là thầy giáo tiếng Anh hả? À, đúng rồi. Chắc em cũng đang tìm người dạy tiếng Anh á. Anh quen mấy cô cũng nói là kêu anh dạy tiếng Anh. Dạy chưa được bao lâu thì em thấy... Đó, giờ anh lên đây ngồi đã biết rồi. Chắc tại mấy cô đó không biết cách á. Rồi quê em ở đâu? Em ở Quảng Ngãi. Ây cha, có duyên với Quảng Ngãi quá. Ủa là sao, bồ cũ Quảng Ngãi luôn hả? Đi ra Quảng Ngãi lần nào chưa? Dạ chưa. Cũng mong muốn là sẽ có dịp để ra. Hồi nãy nhớ hứa với bà Mai gì không? Hát. Nhớ rồi, em nhớ là em hát. Thì làm đi. Rồi hát đi. Dạ. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Thôi bài, em đang có thử bài gì khác không? Thôi đừng nói nhạc, bây giờ nó cảm nhận về nhau đi. Tại vì nói thiệt là hơi bị nhát gái. Và trước giờ là toàn mấy cô ấy làm quen trước. Do đó nên là cũng không biết phải nói gì. Lady first. Em không biết tiếng Anh. Mấy cái khó nhường lady first. Mấy cái ngon cái lụm trước. Tỏ tình thì phải nam làm trước chứ mời đi trước cái gì. Thế em thấy anh sao? Anh thấy em thấy anh thì cũng đẹp trai, cũng dễ tính. À. Hát là hay nữa. Mặt có dê giống anh Quỳnh Linh không? Không, mặt đỡ dê hơn. Đó. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, còn bạn đi sao? Mặt này nó đỡ dê hơn mặt này. À, tại vì thời gian tiếp xúc thì nó cũng chưa nhiều. Do đó nên là cũng không thể nói được cái điều gì hết. À, có gì thì lát nữa mình ra ngoài hẹn hò rồi đi cà phê. Rồi có thời gian thì tìm hiểu từ từ rồi mình mới hiểu được nhau. Phải nói làm sao người ta mới bấm nút rồi đồng ý thì mới đi uống cà phê được chứ. Ta không bấm đúng. Nút lấy đầu đi uống cà phê. Dạ, được rồi. Nhưng ạ. Mà chắc nếu mà ra ngoài chắc anh sẽ thích em nhiều hơn á. Câu đó hay nhất á. Nếu ra ngoài anh thích, anh sẽ thích em nhiều hơn. Dạ. Rồi, mời bạn để tay mình nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm đấy. Để suy nghĩ. Thầy giáo rất là chững chạc ha, dễ thương, đẹp trai, một cô kế toán cũng vui vẻ. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được trong ánh mắt nhau điều gì đó. Dạ. 3 2 1. Ủa em bấm rồi chứ, được chưa anh? Bấm chưa? Em bấm mười mấy lần nữa.
Chúc mừng hai bạn. Mà sao vậy? Sao tự nhiên mới đếm có tới hai, tự nhiên hai người bấm nút hết trơn vậy? Dạ, tại vì để lâu quá sợ bạn sốt ruột. Cà phê thẳng, cà phê gì mới hai là bấm nút rồi.